Xin chào các bạn, thì hôm nay thì mình xin giới thiệu cái tiện ích Enable Tap Audio ở trong cái trình duyệt web Chrome với Google Cốc. Thì cái tiện ích này á, khi mà chúng ta tiện ích này khi chúng ta xem nghe nhạc, nó sẽ hiện cái loa ở trên thanh tab 3 trên này luôn. Thì để thực hiện cái tiện ích này á, thì các bạn có thể làm như sau: các bạn khởi động cái chương trình request Chrome lên và chúng ta vô theo địa chỉ như sau: chrome.fat/fat vô đây. Chúng ta tìm đến cái thẻ là Enable Tap Audio bằng cách là nhấn Ctrl F. Chúng ta nhấn vô chữ Enable Tap, thì nó ra đây luôn là Enable cái Tap Audio Multitune này. Chúng ta bật nó lên. Rồi sau khi bật lên thì chúng ta khởi động lại cái trình duyệt. Rồi ví dụ như chúng ta vô để xem nghe nhạc ở trong trang YouTube hoặc là một trang web nào đó, thì chúng ta có thể là thấy được cái loa đây, nó sẽ hiện ra đây như thế này. Như ví dụ chúng ta đang nghe thì cái trang nào nó có âm thanh ấy, thì chúng ta biết được cái loa đấy. Như mình tắt đây này, tắt đi thì nó thấy nó rất là tiện ích. Thì chúng ta nghe nhạc rồi chúng ta không muốn nghe âm thanh, hoặc là chúng ta cần đọc một cái bài tin tức nào đấy, chúng ta không cần về tab này, chúng ta thể ấn như đây hoặc là ấn như đây, nó ngắt loa đi. Đó. Thì trong Chrome thì các bạn cũng làm như thế. Chúng ta có thể bật lên và thấy được cái tiện ích này. Rồi, các bạn có thể chú ý và làm theo. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.